chia tay nào mà không để lại
sự nhớ, sự thương. Nhưng cuộc chia tay lần này chỉ có đi mà không ngày trở lại. Phải chăng sự tồn vong của nhân loại mà tạo hóa đã định sẵn, loài người ta biết kháng lại sau đây? Để giờ phút này đây, nơi căn phòng ấm cúng này tràn ngập hoa tăng, khói hương và nước mắt. Cha ơi, sáng hôm nay đây có đông đủ cả với tình phố cả quê hương, biết bao nỗi nhớ niềm thương. Tiếng cha về trốn Phật đường vĩnh an, dòng sữa của mẹ và bao nỗi nhọc nhằn, bao giọt mồ hôi mặt trán của cha. Công ơn trời biển ấy, chúng con biết lấy chi để báo đền. Đúng là công cha, công cha vĩ từ non cao, nghĩa mẹ như nước sạt sào biển đông. Một đời nuôi con mong báo đáp cụ lao chín trường nặng ân tình. Vậy mà giờ khắc này đây, đất lạnh sụt dưới bàn chân, nâng vành khăn trọng ngàn lần đớn đau. Con không khóc nổi thành công, cha đi để lại nỗi sầu chứa trăng. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, mà lại ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, mất cha hôm nay, mẹ và chúng con ruột thắt gan bào, đi vòng quanh linh cứu cha, mà cháu con nghẹn ngào lệ rơi. Cha, cha ơi, thank you.
thăm viếng vĩnh biệt cụ lần cuối đến đây đã được hoàn tất. Vậy xin được trân trọng kính mời tới các quý vị đại biểu đại diện cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của địa phương, chú bác họ hàng nội ngoại. Phần thứ nhất, đại diện cho chi bộ Đảng, cán bộ, nhân dân, các ban ngành đoàn thể, khu dân cư Hàng Cấp, tổ dân phố số 7, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, thắp nén hương trầm tiễn biệt cụ. Sau phần dâng hương tiễn biệt, trưởng ban tổ chức lễ tang ông Trần Khắc Dù, tổ trưởng dân phố đại diện cho ban tổ chức lễ tang đọc lời điếu. Tiếp theo, một vị đại diện cho gia đình, gia tộc họ Hiếu có lời cảm ơn. Sau lời cảm ơn, linh cữu cụ ông Bùi Đức Bình sẽ được chuyển ra xe tang trở về đài hóa thân Hoàn Vũ, Thạnh Bình, Cầu Hòa, tỉnh Nam Định. Sau đó, phần di cốt của cụ sẽ được an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà, nghĩa trang nhân dân, quê hương xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Một sớm ra đi, cụ thành người thiên cổ, người mất, người còn, ngõ phố tiếc thương. Tiễn cụ lần cuối một đoạn đường, để rồi xa cách muôn phương ngàn trùng. Yêu cầu anh em con cháu hết sức nén đau thương, giữ im lặng để buổi lễ truy điệu, lễ đưa tang cụ ông Bùi Đức Bình được cử hành trọng thể và đúng giờ. Thưa gia đình tang quyến, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2020, tức là ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Tý. Tại mái ấm của căn hộ số 81 đường phố Hàng Cấp thuộc tổ dân phố số 7, phường Quang Trung, quê hương Thành Nam, yêu dấu của chúng ta lúc này là 7 giờ 38 phút. Ban tổ chức lễ tang và gia đình họ tộc cử hành trọng thể buổi lễ truy điệu, lễ đưa tang cụ ông Bùi Đức Bình về nơi yên nghỉ cuối cùng, để tiễn hương người cha hiền, người ông, người hội viên, người công dân gương mẫu, người láng giềng gần gũi thân thương, người con yêu dấu của dòng họ Bùi của quê hương Thành Nam về nơi yên nghỉ cuối cùng. Để mở đầu cho chương trình lễ truy điệu là phần thắp hương tiễn biệt, thắp nén tâm hương giờ vĩnh biệt, vô cùng thương tiếc phút chia ly. Ngõ phố quê ta tình cao nghĩa cả, sống vui buồn sớm tối có nhau, cùng chung một nỗi thương đau, không cầm giọt lệ bên cầu chia ly. Tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Khắc Dù, tổ trưởng dân phố số 7, lên thắp đoàn hương vĩnh biệt người công dân của tổ dân phố. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn ông. Mời ông. Tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Bá Kỳ, tổ phó dân phố, lên thắp đoàn hương vĩnh biệt cụ. Xin trân trọng chị hội phụ nữ, lên thắp đoàn hương vĩnh biệt cụ. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
trăng, mà chúng con ruột thắt khăn bào tiễn cha đi. Cháu con nghẹn ngào, ông thay mặt cho toàn thể anh em con cháu ra quỳ trước linh sàng, dâng tuần hương bái khắp người cha, xin trân trọng kính mời. Kính mời ông Trần Khắc Dồn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban tổ chức lễ tang lên đọc lời điếu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa cụ Trần Đức Bình, kính thưa ban tổ chức, kính thưa gia đình tang hiếu, kính thưa các vị đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận, các ban ngành đoàn thể, nhân dân tổ 7 và nhân dân phố hàng cấp. Được tin cụ Trần Đức Bình sau một thời gian lâm bệnh đã được các thầy thuốc tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Xong vì cụ tuổi cao bệnh trọng không qua khỏi, đã về với tổ tiên hồi 10 giờ 40 phút ngày 21 tháng 4 năm 2020, tức là ngày 29 tháng 3 năm Canh Tý. Đoàn đại biểu chúng tôi gồm đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận, các ban ngành đoàn thể, nhân dân tổ 7, nhân dân phố hàng cấp, cùng các bạn bè thân hữu gần xa, họ nương về đây làm lễ tiễn đưa cụ Bùi Đức Bình, một người chồng, một người cha, một người ông, một người bác ruột thịt, người bạn, người hàng xóm yêu quý của chúng ta. Về nơi an nghỉ cuối cùng, cụ Bùi Đức Bình sinh năm 1947, quê quán thôn Phú Cường, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, chú quán số nhà 81 phố Hàng Cấp, phường Quang Trung, thành phố Nam Định. Cụ hưởng thọ 74 tuổi. Thưa cụ, xuất thân từ một gia đình nông dân, được cha mẹ cho đi học ăn năm 1966 đến năm 1970, cụ học đại học sư phạm. Năm 1973, cụ dạy ở trường cấp 2 Trần Đăng Ninh. Năm 1976, cụ chuyển về dạy nghề trường cơ khí C50. Năm 1990, cụ về nghỉ theo nghề lương y gia truyền của ông cha đến nay. Cụ xây dựng gia đình cùng cụ bà Trần Thị Phương, hai cụ sinh thành được 4 người con, 3 người con gái, 1 người con trai. Cụ có 5 cháu ngoại và 1 cháu nội. Sách có câu: sinh ký tử quy, âm dương ly biệt bây giờ là đây. Cụ mất đi gia đình, mất đi một người chồng, một người cha, một người ông thân thương, giàu lòng yêu quý,
dòng họ mất đi một người thân quyến. Tổ nhân dân số 7, nhân dân phố Hàng Cấp mất đi một công dân gương mẫu. Trong giờ phút đau thương vĩnh biệt này, xin gửi tới gia đình tang hiếu lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi. Chúng ta dành một phút vĩnh biệt cụ Bùi Đức Bình về nơi an nghỉ cuối cùng. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn tới các ông, các bà trong ban tổ chức lễ tang. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, từ khi cụ ông Bùi Đức Bình chút hơi thở cuối cùng ra đi về với các bậc tổ tiên, ban tổ chức lễ tang và gia đình tang quyến chúng tôi đã được đón nhận những tình cảm cao quý, chỉ nhớ, chỉ tình của các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Để đáp lại tình cảm trân trọng đó, sau đây tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia đình, gia tộc họ Hiếu lên có lời đáp từ cảm ơn. Thưa Đức Phật Đại Tạng, kính thưa Đại Đức Chư Tăng Phật Tử Chùa Bộ Cung, kính thưa Đại Đức Chư Tăng Phật Tử Chùa Phú Tịnh, huyện Mỹ Lộc, thưa hương hồn cụ Bùi Đức Bình, kính thưa các vị khách quý, kính cháu nội ngoại, thưa các vị khách thông gia liên gia cũng như anh em bạn bè thân thiết của gia đình chúng tôi, bà con, thưa các bà con thôn phố tổ 7 Hàng Cấp, thành phố Nam Định. Cụ Bùi Đức Bình là người con của chi tộc Cù Đăng chúng tôi. Cụ sinh ra và lớn lên ở thôn Phú Cường, xã Nam Thanh, thành phố Nam Định, và sau đó cụ đi học và trở về công tác tại thành phố Nam Định, và hiện nay là trụ sở trưởng quán tại 81 Hàng Cấp, thành phố Nam Định. Sau một thời gian lâm bệnh, cụ đã được giáo sư, bác sĩ cũng như anh em trong đại gia đình nội ngoại cũng như các con các cháu đã tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu bệnh trọng cho nên anh chúng tôi đã qua đời và hưởng thọ 74 tuổi. Nghe tin báo buồn, các vị đại biểu, các vị khách quý cũng như chư tăng Phật tử cũng như anh em thông gia liên gia đã tới chia buồn cũng viếng. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chúng tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn các vị chư tăng Phật tử đã đến cầu nguyện cho hương hồn của anh chúng tôi trở về với cõi thiên đàng và trở về với tiên tổ. Cảm ơn các vị đại diện cho các vị chính quyền địa phương đã đến làm lễ và chia buồn với đại gia đình của chúng tôi. Cảm ơn các con, các cháu cũng như các ông bà thông gia liên gia của đại gia đình chúng tôi và tất cả các con cháu trong họ tộc nội ngoại cũng đã về đây chia buồn và phụng viếng anh của chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Và trong quá trình tang lễ thì gia đình chúng tôi không tránh được những thiếu sót, thì chúng tôi cũng xin mong tất cả các quý vị đại biểu, các vị khách quý và anh em con cháu nội ngoại và bà con cư phố xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình chúng tôi xin được đã tạ cảm ơn anh mọi người. Chuyển lời cảm ơn của trưởng nam cũng như cụ bà cũng như toàn thể anh em con cháu, xin được cảm ơn tới quý khách gần nước xa. Chân con chậm chậm nên nếu lại thời gian, nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiến đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em cô bác, dân làng, tỉnh liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa với con cháu của cụ. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cảm đậm đà thủy chung.
đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người sao vời vời, như đang đi lên trời, đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận, linh cứu đi chậm chậm, nghĩa ân tình lắng sông, thiên bắc nắng đổi đầu, tình người làm dịu mắt. Trải chín nắng mười phương, trong trái đầu quy tướng, đó là tình ruột già, đó là tình quê hương. Nguyện cầu cho hương hồn đừng thanh thản yên nghỉ nơi cõi vị
Thank you.
Năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Với khí thế đó, cán bộ và nhân dân thôn Phú Cường đang đoàn kết chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới bền vững, xứng đáng với danh hiệu khu dân cư văn hóa nâng cao do Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực trao tặng. Thì một tin rất là đau buồn đến với gia đình họ tộc nội ngoại, bà con lối xóm
cùng toàn thể cán bộ và nhân dân. Cụ Bùi Đức Bình, từ trần. Cụ Bùi Đức Bình sinh năm 1945, quê quán thôn Vũ Cường, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Chú quán tại số nhà 81 Hàng Cốc, phường Quang Trung, thành phố Nam Định. Qua một thời gian lâm bệnh, dù cụ đã được các thầy thuốc, y bác sĩ hết lòng cứu chữa, vợ cùng các con, các cháu đã tận tình chăm sóc. Nhưng vì tuổi cao, sức yếu, căn bệnh hiểm nghèo, cụ đã không qua khỏi. Và cụ đã từ trần vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 21 tháng 4 năm 2020, tức là ngày 29 tháng 3 năm Canh Tý. Cụ hưởng thọ 76 tuổi. Cụ Bùi Đức Bình sinh ra trong một gia đình có nghề thuốc bắc gia truyền. Còn nhỏ, cụ đã được bố mẹ nuôi cho ăn học và lao động. Vào năm 1968, cụ đã thi đỗ vào trường đại học sư phạm. Đến năm 1971, cụ tốt nghiệp đại học và cụ về dạy học tại thành phố Nam Định. Năm 1990, cụ chuyển sang trường dạy nghề của cơ khí 50 thuộc thành phố Nam Định. Đến năm 2000, cụ được nhà nước cho nghỉ chế độ và cụ tiếp tục theo nghề thuốc gia truyền của cha ông chữa bệnh cứu người. Cụ sinh được 4 người con, 3 gái 1 trai. Hiện các cụ, các con của cụ đã được yên bề gia thất. Bản thân cụ tại địa phương luôn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, là hội viên hội người cao tuổi thôn Vũ Cường. Cụ luôn tích cực vận động gia đình cùng anh em con cháu ủng hộ về quê hương, góp phần thành công đón nhận khu dân cư văn hóa nông thôn mới nâng cao của thôn Vũ Cường, xã Nam Thanh vừa qua. Bản thân cụ và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Giờ đây, cụ đã không còn nữa, cụ đã vĩnh biệt chúng ta về với cõi vĩnh hằng. Cuộc đời của cụ là một tấm gương sáng ngời cho con cháu noi theo. Cụ mất đi để lại bao đau thương mất mát, vợ mất chồng, con mất cha, anh em họ tộc mất đi người thân yêu nhất, hội người cao tuổi mất đi một hội viên tốt, cán bộ và nhân dân mất đi một công dân gương mẫu. Giờ đây, theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt của cụ đã được đưa về nơi cụ đã sinh ra và lớn lên. Trong giờ phút đau thương mất mát này, đã có đầy đủ các quý vị đại biểu, đại diện cho Đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận cơ sở, hội người cao tuổi, hội Phật tử cùng toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Phú Cường, các quý vị đại biểu, bà con núi sổ, thối phố tại nơi ông đang sinh sống và giờ này cũng đã có mặt đầy đủ tại sân tang để dự lễ viếng. Trước lúc cụ yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà thôn Phú Cường, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, xin được vinh biệt cụ, chúc cụ an giấc ngàn thu. Thay mặt cho cán bộ và nhân dân, thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi tuyên bố giờ lễ viếng bắt đầu, đề nghị nổi ba hồi chương trống. Thank you.
Phút tưởng niệm bắt đầu. Dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tăng Phật tử chùa Suối Thượng, kính thưa các vị đại diện cho các vị chính quyền địa phương thôn Phú Cường, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, kính thưa các vị đại diện cho Bùi Đăng đại tộc, Bùi Đăng chi tộc thôn Phú Cường, xã Nam Thanh, kính thưa các ông các bà, cô dì chú bác, nội ngoại gần xa, kính thưa các ông bà thông gia, nhân gia, cũng như toàn thể con cháu trong đại gia đình của Bùi tộc chúng ta. Anh chúng tôi là ông Bùi Đức Bình, qua một thời gian lâm bệnh, được sự chăm lo cứu chữa của giáo sư bác sĩ, cũng như các con các cháu của mọi người, bạn bè thân thích, cũng như anh em phố xóm. Nhưng do bệnh trọng, anh tôi không qua được và đã qua đời và hưởng thọ 76 tuổi. Nhận được tin báo buồn anh tôi qua đời, các cụ, các ông, các bà cũng đã bớt chút thời gian. Tuy rằng thời gian dịch bệnh rất là khó khăn, nhưng mọi người đã đến chia buồn, phúng viếng và động viên gia đình tăng quyến chúng tôi. Các cụ Phật tử cũng đã đến cầu cho hương hồn của anh tôi được siêu thoát, được về với tổ tiên. Thay mặt cho gia đình, chúng tôi không biết nói gì hơn, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các ông các bà, các anh các chị, cũng như bà con thân thích phố xóm, cũng như toàn thể con cháu trong gia đình thông gia, nhân gia đã đến đưa anh chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Và chúng tôi trong quá trình tang lễ thì gia đình chúng tôi cũng không thể tránh được những thiếu sót, cho nên chúng tôi cũng mong được các vị đại diện cũng như các vị khách cũng như anh em trong đại gia đình chúng ta xin được lượng thứ. Lần cuối cùng chúng tôi xin thay mặt cho gia đình cũng xin gửi lời cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Đến gần huyệt, trong giây phút đau thương nặng nề này,
con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ đưa xuống giường. Thiên thu vĩnh biệt là đây. Ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất, chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở. Và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ, chúc người yên giấc mộng say. Nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương. Cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa màng. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Tại nâng mộ họ Bùi Đăng Chi, tộc phụng Phật cúng rạng xuân thiên, quy năng an táng kỳ sinh tịnh độ sự kim thần hiểu chủ nam tử Bùi Đức Thắng, hợp đồng dương môn quyến đẳng tình chỉ ghi vì nhập niệm hỏa táng quy năng hoàn tất kim nguyệt cát nhật tu nế quy năng tạ mộ sự đại giác phủ giám vi thành ân cần từ xưng phục vì chính tiến cố phụ hiền khảo Bùi Huy Công Huy Đức Bình Chân Ninh nguyên mệnh xương sinh ư ất dậu niên muội nguyệt nhật thời thụ sinh hưởng thọ thất thập lục mà tuế đại hàn tuất vô canh tí niên tam nguyệt nhị thập cửu nhật tị bài thọ trung phụ tiến gia tiên tiền tổ công đồng đại địch nội ngoài thông thân đẳng đẳng các chư vị chân linh vị tiền ngôn ngôn niệm nhất chân tịch mịch tứ đại không hư thúc nhân nhi hồn khứ trường không nan mình mệnh số tấp nhi nhi phách quy đại địa vị biệt sinh phương dục cầu vọng giả ly siêu sinh tu trượng tử bi nhi tiếp dẫn cẩn cổ sơ văn hòa nam tố khải cung di nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo chư đại bồ tát tim liên tọa hàng. Thân hiếu chủ cô đỡ
nam tử con Bùi Đức Khang, hôn tử Nguyễn Ngọc Ngoại, nữ tử Bùi Thị Phượng, Bùi Tuyết Mai, Bùi Thị Hoài Thu, tế tử Trần Ba Toàn, Nguyễn Phúc Nghĩa, nội ngoại chúng tôn Bùi Trúc An, Trần Danh Đức, Trần Đa Vít Dương, Trần Đa Đức Minh, Bùi Hiếu An Đờ Rây, Nguyễn Thảo Mi, Hiệp Thừa Mẫu Mạnh Tình, Lương Thế Trần Thị Phương, giờ này cùng Hoàn Đồng Gia Quyến Thành Tâm Cần Dĩ Nhân Đăng Hoa Quả, Hồ Thiểu Sơ Liên Cổ Toàn Thứ Phẩm Mà Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khốn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sang tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt buồn